Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khuê Bắp Du lịch Tâm Linh. Hôm nay mình đang có mặt tại Hồ Núi Cốc tham quan ngôi chùa Thác Vàng gắn bó với Hồ Núi Cốc các bạn. Bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng vào tham quan nhé. Bước chân được vào Hồ Núi Cốc thì có bức tượng Phật Quan Thế Âm và cái ngai bạc làm khuôn viên của chùa khá là rộng mát. Xung quanh ở đây là Hồ Núi Cốc, đây cái hồ này khá là lớn các bạn. Các bạn có thể du thuyền tham quan ở đây. Hồ rất chỉ là rộng lớn. Đây các bạn, bức tượng Phật Di Lặc Quan Thế Âm rất chi là lớn. To đại tráng, to hoành tráng của ấy. Rất chi là lớn. Hai bên là cổng tham quan các bạn. Để vào trong đó. Còn khu bên ngoài này cũng có Phật thờ ba vị, không có tiếng Việt, chữ Nho cộng. À đây, mẫu Trọng Ngân và mẫu Thượng Ngàn và mẫu Thoải Cung các bạn. Đây, thờ ở ngoài. Bây giờ thì đây là đường, đây là các cái Phật tử ngồi ở ngoài này các bạn, khá là lớn, được giáp vàng với màu chủ đạo là vàng, màu vàng các bạn, cái màu vàng là tông lên rất chi là đẹp đó, rất chi là uy ngang. Đứng ở cái điểm này thì nhìn khá là đẹp. Đức Phật La Hán đây đều có tên tuổi hết nhưng mà mình không đọc hết được các bạn, mong các bạn thông cảm. Wow, đẹp quá. Đứng ở điểm này thì nhìn được toàn cảnh. Ở giữa là có hồ Bán Nguyệt hoa sen các bạn. Đây, khá là đẹp các bạn. Wow, quá đẹp, quá đẹp, đẹp quá. Bây giờ thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng vào tham quan và chiêm bái nơi tam bảo chính của chùa Thác Vàng các bạn nhé. Đây là cổng tham quan, thì xin mời các bạn hãy cùng vào cổng và tham quan thăm hồ Thác Vàng. Khi vào trong thì chúng ta thấy ở bên ngoài này có một bức tượng khá là đẹp. Đây là Phật Di Lặc. Bây giờ đây là lối vào chùa, xin mời các bạn hãy cùng mình vào tham quan chiêm bái vào chùa nhé. Ở chùa thì được ở dưới một bức tượng khá là lớn và to nằm ở trên. Ở đây là cái khuôn viên trong chùa các bạn. Trên giàu sang điều khởi mạnh, đời trước có thu nhật dân mạng thọ chính chính đầy thần thiện thầy nam nữ nghe ta nói khi nhớ chính nhân quả ba đời, nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ chê kinh. Đây là một cái bức phù điêu của giống như tuần ấy vậy. Các mô hình của chùa và tạo cái đường cảnh. Bây giờ thì hiện hãy lên trên này tham quan ở trên này các bạn. Đây tấm bảo chính thì ở trên này được bố trí rất chi là đẹp, và trong này thì rất chi là đẹp và mát các bạn. Chùa trong này mát lắm, bởi vì nằm ở dưới bức tượng Phật Di Lặc khá là lớn, có thông thiên các bạn. Trong này quá là tuyệt vời luôn các bạn. Thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng vào tham quan nơi trong chùa các bạn. Đây là khuôn viên ở trong chùa. Wow, khá là đẹp các bạn. Chùa được trang trí đèn led khá là đẹp với ánh sáng rất chi là hài hòa, không gây chói. Thì là phần giống như là một cái mê cung điện các bạn, rất chi là đẹp các bạn. Có cả thông thiên để khi gió, trong cũng có một cái mương nước các bạn. Đây này, kính trước lời hay, là hang động.
lối vào chùa. Động ở trong này khá là mát, bởi vì ở trên là một bức tượng Phật Di Đà khá là lớn các bạn. Oh, đẹp quá. Trong này thì không khí mát các bạn và đẹp nữa. Không được đi chỗ này. Đây là ra thông thiên bên ngoài các bạn. Khu vực ở bên ngoài là hết rồi. Chùa thì nằm được ở dưới chân, được tọa lạc dưới chân Phật tử dưới. Đây có cái đài hoa sen đẹp quá các bạn. Hồ nước. Vào trong này thì không khí rất chi là mát, được tọa đắp giống như là một cái hang động. Đây là một cái hang động nhân tạo các bạn, nhưng mà rất chi là đẹp, hang động nhân tạo nên là tạo nên một cái cảnh của chùa trong động gây ấn tượng nhiều hơn. Đây là lối vào chùa các bạn. Đây là lối vào chùa đây các bạn. Thì chúng ta phải đi đến đây. Ở đây lối lên chùa. Ở đây là phần tam bảo chính của chùa các bạn. Khu vực trên này. Đây là nơi tam bảo chính trên này. Và chúng ta hãy lên tham quan chùa, cái mái chùa trên này các bạn. Đây là nơi phần tam bảo chính của trên chùa các bạn, thờ Phật Di Đà ở trong này. Đây là nơi ban tòa tháp mẫu, là đầu tiên ở đây tòa đấy tháp mẫu các bạn. Ở trên này thì bức tượng Phật Di Đà lớn được đặt vẽ ở đây các bạn cho du khách. Đây là bức tượng Phật này, lớn ở đây các bạn. Đây là phần tam bảo chính các bạn, hai bên là có bức hộ pháp, bên này một bên là hộ pháp, hai bên đều hộ pháp các bạn, khá là đẹp. Và phía sau này có bức phù điêu về nói về ngôi chùa các bạn. Và trong này thì cái không khí ở trong này rất chi là mát đẹp, và trên bức tường này là cũng có các Phật nhỏ, hai cột phải đắp hai con rồng quấn các bạn. Trong này thì có quạt rất chi là mát các bạn. Tiếng quạt hơi ồn một chút thôi, mong là các bạn hãy thông cảm cho mình. Phải lối ra chùa và đi hành hương ở đây một chút nữa. Chùa trong này thì khá là đẹp. Đây là bức họa phù điêu của về cảnh vật của chùa ngày xưa các bạn. Là cái lối ra thì lại trèo lên trên đi vòng qua các bạn nhé. Ở trên này thì khá là lắng các bạn. Đứng ở trên này thì các bạn nhìn thấy này, ở dưới tất cả nhìn thấy từ phía xa các bạn, rất chi là đẹp luôn. Đây là phía lên trên các bạn. Thời tiết hôm nay thì cũng khá là lắng. Đây là bức tượng Ngọc Phật Quan Thế Âm của trên đài hoa sen khá là lớn các bạn. Chúng ta đi vào đường này nhé.
đẹp quá. Màu được tông màu chủ đạo bằng màu vàng các bạn. Khá là lớn. Đứng ở trên này thì nhìn thấy cái toàn cảnh của chùa Thác Vàng Phật Quan Âm. Ngồi trên này hoa sen khá là lớn. Đây là lối xuống chùa các bạn nhé. Đó, chúng ta đi vòng lên trên tham quan xong bắt đầu chúng ta lại đi vòng dưới để đi hết chùa. Chúng ta đi bên từ trong động chúng ta đi lên, xong rồi chúng ta đi xuống là đi tham quan hết chùa, là nơi Tam Bảo thì ở trên, còn động ở dưới là động mê cung ở dưới. Và thì Quầy Bắp Du Lịch Tâm Linh cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi ủng hộ trong những thời gian vừa qua. Xin được một lần nữa nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những chương trình video tiếp theo. Các bạn hãy yêu mến kênh của Quầy Bắp Du Lịch Tâm Linh thì hãy để lại cho Quầy Bắp Du Lịch Tâm Linh một sub, một like và một bình luận và một chia sẻ để ngày được phát triển nhiều hơn, gửi tới quý vị và các bạn những danh lam thắng cảnh du lịch tâm linh của Việt Nam nhiều hơn. Bây giờ thì cũng nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình tiếp theo. Bye bye.